Vừa qua trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video khi lại cảnh một nhóm người điều khiển mô tô phân khối lớn mang biển kiểm soát Hà Nội chạy vào cao tốc Nghi Sơn Thanh Hóa, diễn Châu Nghệ An hướng Vinh Hà Nội. Lực lượng cảnh sát giao thông cho biết đang truy tìm nhóm người này. Trong đoạn video ghi lại đoàn mô tô khoảng 5 chiếc phân khối lớn đang di chuyển từ km 405 cộng 800 CT01 đoạn qua địa bàn huyện Quỳnh Lưu của tỉnh Nghệ An điều đáng nói khi đoàn mô tô phân khối lớn di chuyển đến nút giao, nút giao xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Lưu ở km 405.689 nối với quốc lộ 48B xuất hiện một người mặc áo phát quang cầm gậy sau vẫy nhóm người này rẽ xuống và ra khỏi cao tốc. Tuy nhiên nhóm người này vẫn thản nhiên điều khiển xe lách qua người ra tín hiệu và tiếp tục di chuyển trên cao tốc như không có chuyện gì. Cục cảnh sát giao thông cho biết đã nắm được thông tin đoàn mô tô phân khối lớn đi vào cao tốc điều trên và đang truy tìm để xử lý theo quy định của pháp luật. Được biết cao tốc Nghi Sơn diễn Châu là đường không cho phép mô tô, xe máy đi vào.